không chỉ thích mà còn thương. Bà ghiền rồi đó. Thấy tôi có giỏi không? Sướng chứ còn phải hỏi nữa. Nhìn ông Lúa vậy chưa thành thạo lắm. Mới đặt mà đã có hàng rồi nè. Nhanh về không? Nó dài và bự quá ông ơi. Nghe nói có cả dùng nữa đó. Bà có muốn thử luôn không? Cúi xuống đi, tôi làm cho. Cái ông này lúc khác. Lazada là một cuộc cách mạng. Giống như tôi hồi đó đó. Nhờ vậy mà nhà này mới có cuộc cách mạng đồ mới.